Chào mừng em trở lại với cái kênh mình nha. Vốn mình hôm nay là 6 triệu. Thực ra 6 triệu đấy em, do mình hôm nay được cái mình nhận được 300 mấy ngàn free các bạn. Các bạn nhớ vào nhận quà free mỗi ngày nha. Hay chia sẻ với bụng mình được 3 đồng này. Và game này ấy, từ win này rất nhiều em quan tâm đến nay. Quan trọng là chơi em ăn nó thôi. Mình thường vào chơi tài xỉu anh em. Và mỗi ngày mình mục tiêu của mình là cứ nào vào 6 mê mình lên 10 mê mình nghĩ, hoặc là thua xuống 6 mê mình nghĩ. Đánh kiểu đó đấy anh em. Mình chơi liều ăn nhiều hoặc là chơi kiểu gì đó thôi, chứ mình không bao giờ chơi quá là nhiều mỗi ngày đâu. Mỗi ngày mình chơi vừa phải thôi. Tháng mình nghĩ mỗi ngày mình chơi 5 đến 10 phút. Và mỗi lần chơi thì mình chơi hên thì mình nghĩ, mà thua thì mình nghĩ thôi. Chứ mình không thể tham được. Tham mình còn một cái nịt thôi anh em. Tham là còn một cái nịt thôi. Không có chuyện tham mà ăn được nó to đâu anh em. Đừng có bao giờ nghĩ là tham là ăn được nó to nha. Không có chuyện đó đâu anh em ơi. Ván này may nó trả về đấy, không thua rồi đấy anh em. Hên xui nó như vậy đấy anh em ạ. Như thế nó gọi là hên rồi đấy anh em. Trời ơi, thua thật là ta, cầu này cầu 1-1 là ta. Căng vậy. Căng vậy trời. À, nó đen thế nhỉ. Để biết ván đéo là nói cho ăn không đây. Đây rồi, đúng là cầu 1-1 rồi anh em ơi. Cầu 1-1 thì quá tuyệt vời, là nghĩa là mình đoán đúng cầu ấy anh em. Đoán đúng cầu là có thể là mình thắng một chuỗi ấy, hoặc là thua xuống thôi. Cứ bình tĩnh thôi anh em ơi, không thể vội được đâu. Vội thì chỉ có toang đấy. Vậy đánh cái thằng đéo là nó không vội thôi. Đây rồi, tuyệt vời rồi anh em ơi. Như thế mới được nói chứ. Cứ bình tĩnh mà lên thôi anh em ạ, không vội được đâu. Đánh thì ai chẳng muốn ăn nó nhanh anh em. Nhưng mà càng muốn ăn nhanh nó là càng dễ thua anh em ạ. Thành ra mình mới đánh bình tĩnh thôi. Tuyệt vời luôn anh em ơi. Thắng một chuỗi luôn anh em nhá. Đoán đúng cầu ấy là ngon ngay anh em ạ. Nhớ cầu nó hay về là thứ nhất là cầu 1-1 anh em này. 1-1 này. 2-2 này, cầu 2-1 này, hay là cầu 3-3 này, hay cầu chuỗi. Năm mấy cầu ấy nó hay về nhất anh em ơi, 1-1 này, 2-2 này, 3-3, 2-1, 2-1 hay cầu chuỗi. Năm mấy cầu đó nó hay về nhất anh em ơi. Em cần lưu ý điều đó cho mình nha. Nhớ cầu hay về các bạn cần lưu ý cho mình. Những lúc mà nó bẻ cầu thì các bạn phải chịu thôi. Bởi game bên xui này nó bẻ là điều bình thường. Ván này mình đoán cầu 22 đấy anh em. Hoặc là 21-21 đấy. Những lúc như vậy thì các bạn nghĩ đến cầu xí ngầu. Ôi xí ngầu ván này không đọc được rồi. Xí ngầu ván này không đọc được rồi anh em. Thành ra mình đoán là cầu 33 đi. 33 với cầu chuỗi. Hoặc là cầu 22. Thì 33 với cầu chuỗi thì ra đằng nào nó cũng ra xỉu thì thành ra thôi. Đặt xỉu đi. Đúng không? Nó vẫn hai thiên về hai hơn đúng không? Đấy, đó là cách chơi mình. Em có thể tham khảo nha. Ván này ván cầu 33 thì nó mình đặt bên này đi. Cứ bình tĩnh thôi. Không vội đâu. Vội là toang đấy. Vội thì còn một cái nịt đấy, đấy. Thế mới hẳn nói chứ. Cầu này cầu 33 mình có đoán trúng đấy là ngon anh em nha. Nếu mình đoán trúng là tuyệt vời luôn anh em nha. Đúng không? Đó nếu thôi. Nếu mình đoán trúng thôi. Còn thực tế nó đoán trúng hay không thì đương nhiên là mở ra mình mới biết được kết quả như thế nào được. Chứ đánh như làm sao mình đoán được kết quả như thế nào được anh em đúng không? Mình chơi thì mình đoán đại thôi. Đoán trúng thì mình gãy thôi. Trong là đoán sai chịu thôi. Đấy, như vậy ván này đoán sai này. Sai bình thường anh em ạ. Thế là ván này là cầu 2-1, 2-1 rồi anh em ạ.
Bởi vì sao? Bởi vì trước đó anh em này, em lưu ý cho mình là trước đó nó cầu 1-1 đúng không? Nó kết thúc ở đây thì ván này 2 đây này, 1 này, 2 xỉu này, sau đó 1 tài nữa. Đó là mình đoán. Đó là mình đoán anh em ơi. Đó là mình đoán thôi. Còn nó về như nào là biết thiết đéo trước được. Đấy, đoán trúng này. Đoán trúng nó anh em thấy không? Đấy, cứ dần dần như vậy mà lên thôi. Việc gì phải vội. Vội làm đéo gì. Cái trúng ván này là nghĩ luôn thật đấy. Việc gì phải tham anh em. Tham là còn một cái nịt đấy. Ôi, tiếc chứ kìa. Sai một tí thôi anh em kìa. Nó ra cái cầu 3-1, 3-1 rồi ta. 3-1, 3-1 là ít khi về lắm. Thành ra mình phần đéo đoán cầu 3-1. Mình đoán cầu chuỗi. Ván này thắng một ván là nghĩ luôn đấy. Mình bây giờ mình đặt theo phong cách đó đấy anh em. Đây rồi, tuyệt vời quá rồi anh em ơi. Tuyệt vời quá rồi. Thế mới được nói chứ. Thôi nghĩ thôi anh em ạ. Và những cái lưu ý của mình khi đánh cái này, mình cần lưu ý cho mình đó là các bạn phải trước tiên đánh hay nạp vào gì hết, các bạn phải xác định từ đầu với mình là ngày hôm đó anh em thắng lên bao nhiêu nghĩ và nạp vào bao nhiêu và sẵn sàng mất bao nhiêu và sẵn sàng mất được bao nhiêu. Ví dụ như mình hôm nay là sẵn sàng đó là nạp vào 5 mê đúng không? Thì mình sẵn sàng mất 5 mê nha. Thành ra là mình 6 mê mình lên 10 mê đấy anh em. Thành ra là hôm nay mình nghĩ là nên nghĩ rồi thôi anh em ạ. Ngon rồi, thế là ngon rồi anh em ơi. Mình chắc chắn là mình nghĩ tại đây thôi. Không tham mà đâu, tham là còn một cái nịt thôi anh em. Thôi, video này kết thúc nha. Bye bye anh em.